tam thất zip. Rất nhiều mắt. Củ này nó phải tầm 35-40 mắt. Xem mọi người, đây là tam thất hoang, tam thất rừng. Rất generic. Mọi người có nhu cầu có thể liên hệ với bên mình. Đây là hàng hoàn toàn hàng lõi vàng, loại dược tính cao nhất. Ok, xin chào mọi người.